Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Chúc mừng các bác, đây là hai cục đẩy MU xe Rover Power. Đấy, dốc 2. Đây nha. Con đẩy này thì sử dụng tổng cộng là có 1 2 3 4 5 10 20 sò công suất trên một vế. Đấy, 20 sò công suất, 10 sò một kênh thì là công suất con này nó ra là tầm 800W một kênh. Nha. Đẩy khủng nha, 800W. Cái loại này thì là nó sử dụng mạch công suất là mạch Class Has Power Mini. Các bác xem này. Đấy. Một diode nguồn, hai diode nguồn, ba diode nguồn, khiếp qua ba con diode nguồn to đùng này. Đấy. Ba diode nguồn rất là khủng bố, đại ca đại tẩu nha. Đấy. Mạch Class Has thì các bác xem nhìn dây này. Nhìn dây này. Đấy. HV trừ HNV trừ này, đấy, nhìn đây là biết, đúng chưa? Cầu chì này, linh kiện của nó, linh kiện chất lượng cực kỳ luôn, cả linh kiện dán, cả linh kiện cắm. Rất khủng nha, 800W một cây, máy xịn. Hàng này thì cực kỳ nổi tiếng rồi. Đằng sau đây nó có một cái main board xử lý cắt NVF, HVF thì các kiểu này. Còn cầu ra loa đây. Về trong tình trạng là tương đối đẹp nhé. Hàng gọi như là rất là đẹp, rất đẹp. Công suất ra là 800W một cây, 8 ohm, 4 ohm thì nó vào 1500W một cây, 4 ohm. Còn là các bác dồn 2 kênh làm 1 thì nó vào là tầm 2200W 8 ohm. 2200W 8 ohm và 4 ohm của nó chắc là tầm 3500W. Đấy. HPF, NPS, Cell, Planever, Model 1, Model 2 các kiểu gì đây. Đấy. Con này là hàng thương hiệu nhá, hàng chính hãng của công ty Rock. Chính hãng của công ty MU này. MU Power xe Revoir. Đọc cái tên công ty của nó thút cứ nữa vào. Đây các bác xem đây, nguồn điện áp thì nó có ghi luôn trên bị đáp nguồn đây. 928241. Uống con này là mạch Class H cấp 3. Cấp 3 không phải là cấp 2, cấp 3. Mạch kiểu 3 tầng. Class H thì lại 3 tầng. Đấy, thế nó mới kinh như này. Đây các bác xem nguồn cấp kép này. Nguồn cấp điện áp kép đây này. 92 82 41 041 82 và 92. Đây. Con Class H kiểu này nữa. Mạch này là mạch 2 tầng nhá. 3 diode mà, 3 diode 1 2 3 3 diode. Rất chất lượng luôn. Thì con này nó còn có cổng ra chờ đây. Đấy. Cổng này là cổng cắm chờ để ra một kênh nào nữa đây. Hay là main này của nó thiết kế thế. H cộng V cộng. Xịn. Xịn cực kỳ luôn. Class H 3 tầng nhưng nó chỉ dùng có 2 tầng thôi. Nó không dùng đến 3 tầng. Thì con này hiện tại bên em đang bán với mức giá là 3.500.000 đồng một chiếc nhá, bao ship toàn quốc cho các bác. Các bác nào quan tâm thì chuyển khoản cho em trước 500 cái cước vận chuyển. Đấy. 1 2 3 4 5. Dưới 5 con nữa là 10 sò. Đấy. 800W một kênh. Cứ tính 80W một con sò thì là nhẹ đòn. Mạch Class H thế là ít đấy. Các bác không biết nó bù áp vào con gì không? Nó bù áp vào cái mấy con này này. Đấy. Mấy con MOSFET nó đậu trong đây này. Chứ không có bác lại bảo ô thế bù áp của nó đâu. Con đây là con này nó kiểu đệm tầng dưới, bù áp thì mấy con MOSFET này. MOSFET nó đậu ngay phần chia nguồn này, cấp nguồn này nó sẽ cấp nguồn cho nên nó dồn vào mấy con này. Rất là xịn luôn. Bao xịn nha, bao zin cho các bác, được chưa? Bao zin. Còn nếu mà hàng sửa chữa rồi em không nói chuyện đâu. Đấy. Con này thì đời con này là đời mấy 800 của con loại mà nó công suất lớn hơn nữa thì nó vào 1200 của nó. Một con đậu đây, một con đậu đây nữa. Hai con đây nữa. Được chưa? Đấy. Mạch này nó kiểu là để chờ, sau nó có thêm con đệm đây nữa. Cái khe cắm chân linh kiện này, 1 2 đây này. Rất nhiều. Con này là nó có chức năng bản mở rộng nhá, nhưng mà thôi. Có sao thì quay vậy thôi chứ còn quay bây giờ cắm đủ linh kiện vào thì cũng được nhưng mà nguồn nó đuối không đủ sức đánh. 800W một kênh. 800W một kênh. Đủ đấy nhá, còn nếu mà gọi là hiện tại thì chắc là chỉ tầm 600-700W thôi. Còn công suất thiết kế của nhà máy thì nó là 800W một kênh, Class H tụm còn 63V 10.000V. Đấy. 2 4 6 8 tụ. 3 diode nguồn.
máy mà hai diode nguồn nó khiếp rồi đi, máy nó còn ba con diode nguồn nó kinh chứ này. Nguồn còn nguồn ba không phải là nguồn đôi nữa. Còn nó hát như này ba tầng nhưng lại sử dụng có thực tế là có hai tầng thôi. Kiểu nó dồn điện áp vào đánh cho nó khỏe. Đấy. Thì nói chung là máy thì có sao em quay vậy nhá. Nhưng các bác nào quan tâm thì trực tiếp thôi. Giá em bán là 3 triệu rưỡi một chiếc, bao ship tặng giấy giáp phụ kiện đầy đủ. Rất ok. Đấy. Đằng sau của nó đây, cổng tắc nguồn, dây nguồn này. Cửa ra loa, kênh A, kênh B, dồn kênh đây. Đánh cọc đây. Đấy, nó với FHPF volume nó mít này. Tức là rất nhiều chế độ các bác về tự nần sờ nhá. Thì em sẽ quay và giới thiệu thôi. Còn các bác nào đấy thì cọc cho em trước 500.000 cước vận chuyển. Sau đó thì em sẽ gửi hàng chứ cọc có 200.000 xong là vào đến nơi bảo ô thế anh tưởng 310.000 này 3 triệu mốt nữa à? Ừ thế anh không nhận đâu nữa thì các bác mất cọc là một phần rồi, em lại không có hàng mà bán và giới thiệu toàn thể các bác nữa thì khó chịu lắm. Chứ hôm nay gặp một bác khách bác bảo là nhờ người nhận hộ mà người nhận hộ này không biết lại tưởng có 310.000. Chết dở. Đấy, đây. Xịn sò nha. Ok. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau. Là con đẩy này nha. Hai con đẩy này nha, các bác đánh 4 loa này đánh thoải mái. Còn nếu mà các bác dồn thì các bác có thể một con đẩy này đánh 4 cái loa này. 4 cái loa này thì đây về thêm hàng nha. Các bác nào ý kiến thì cũng có hàng đi nhá. Chứ không để bảo em là thần điêu đại hiệp đi. Con đẩy này các bác có thể đánh súp được nha, đánh full ram đánh súp vô tư. Ok, xin kính chào toàn thể các bác nha. Đây các bác nha, thì tiện em test luôn này. Em không ngờ con này nó khỏe như thế. Các bác ạ. Nói là 800 W nhưng mà oánh kinh thật. Cái loa NS Pro sao em test thử nghe có vẻ nó rất là kinh luôn. Em sẽ tua tua đoạn nhạc đi. Kinh chưa? Mái tôn nhảy phè phè phè. Thế thôi chứ không test nữa, lúc sau hàng xóm sang chơi thì giả hơi. từ chiều đến giờ qua xóm mấy lần rồi đấy các bác ạ. Thì vừa nãy là có mấy bác khách đến thì cũng quay qua một đoạn. Nhưng mà test thử con Yamaha này, công nhận con Yamaha này bền thật. Thế cơ chứ này. Ok nhá. Các bác nào mà lấy MU này thì liên hệ nhá. Lấy đội tuyển MU này thì liên hệ trực tiếp em nhá. Em nói thật giá rẻ như đầy mới. Được chưa? Rẻ như đầy mới. Rất rẻ luôn, không cần gì để kêu, không hiểu kiểu gì. Đẩy bãi, chất lượng khủng khiếp như này mà giá có 3 triệu rưỡi còn rẻ hơn cả đẩy mới. Mà số đẩy mới còn không bằng được. Ví dụ điển hình như QT nhá, không bao giờ có cửa dám so sánh với loại này. QT E4 Pro Max đừng có mà so sánh với loại này. Loại này nó chấp luôn. Thứ nhất giá rẻ, thứ hai khỏe hơn nhiều. Khỏe cực kỳ luôn, công suất thật là 800W đấy. Còn nếu mà công suất mà gọi là nói điêu, nói bốn áo thì nó vào 1.200. Em nói luôn các bác ấy. Nhưng mà công nhận nó khỏe thật. Xem nào. Ui giời ơi, bây giờ nó bắt đầu mới có hiện tượng là hơi ấm. Mà test dòng dã suốt 15 phút rồi. Ok, test thế thôi nhá. Các bác nào quan tâm thì hãy trực tiếp nhá. 3 triệu rưỡi, bao ship, tặng giấy giáp phụ kiện đi theo đầy đủ. Rẻ chưa? Rẻ, quá rẻ luôn.